còn hết trong nhà cùng toàn thể hội hơn trong buổi trưa ngày hôm nay. Lần đầu tiên thì cho phép những người làm chương trình tại tư gia phòng mừng của gia đình họ nhà trai xin được chúc quý vị cùng với gia đình có một cuộc sống trong sự như ý, vạn sự như mơ, triệu điều bất ngờ và hàng tỷ lần hạnh phúc. Chúc cho buổi lễ thành hôn của hai em trong buổi trưa ngày hôm nay được thành công tốt đẹp. Và với ý nghĩa đó thì chúng tôi trân trọng tuyên bố lễ thành hôn của chàng rể Xuân Quang sánh chân cùng với nàng dâu xinh đẹp Hà My trong buổi trưa ngày hôm nay chính thức xin phép được bắt đầu. Kính thưa quý vị thân mến, mảnh đất miền quê hương ta thì đã có biết bao nhiêu chàng trai cũng như là cô gái, họ đã gặp gỡ, hẹn hò, yêu nhau để rồi họ trở nên thành vợ thành chồng, hai em đã tìm thấy nhau một tình yêu thắm thiết mặn nồng và để rồi nguyện ước trăm năm tính chuyện vuông tròn. Tình yêu của hai em đã được sự đồng ý của đôi bên gia đình, đôi bên hai dòng họ. Vâng, xin trân trọng giới thiệu một vị đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà gái sẽ trở về sân khấu để dành những lời cảm ơn, lời phát biểu. Xin trân trọng được kính mời. Kính thưa các cụ, ông, các bà, kính thưa toàn thể hai họ, chúng tôi thay mặt cho họ nhà gái xin có lời trước tiên xin cảm ơn con họ nhà trai được về đến đây, được có một cái cuộc đón chuẩn bị cho cái lễ cưới, lễ thành hôn của hai cháu. Chúng tôi rất là cảm tạ, và trong không khí vui mừng như thế này đối với con họ nhà gái, chúng tôi không biết lấy gì cảm tạ. Cuối cùng chúng tôi xin chúc quan họ nhà gái, quan họ nhà trai có một sức khỏe dồi dào và tổ chức cho hai cháu thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, và kính thưa quý vị thân mến, vừa rồi quý vị được lắng nghe qua lời phát biểu của một vị đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà gái. Vâng, lời phát biểu của ông tuy rất là ngắn gọn, mộc mạc nhưng mang đầy ý nghĩa. Và lời thứ hai thì ông cũng không quên dành những lời cảm ơn chân thành nhất qua sự đón tiếp nồng hậu, vô cùng ấm áp tình thân giao của gia đình họ nhà trai chúng ta. Một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn ông và xin được kính chúc riêng ông cùng gia đình mạnh khỏe, có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Trân trọng cảm ơn ông rất là nhiều. Và kính thưa quý vị thân mến, người ta thường nói rằng sinh con ra thì bởi mẹ cha, và chung xây hạnh phúc thì cả nhà cùng lo. Và trong buổi trưa ngày hôm nay được chứng kiến các con đã trưởng thành và yên bề gia thất, đó cũng là trách nhiệm, là niềm vui, niềm hạnh phúc đối với gia đình đôi bên trong buổi trưa ngày hôm nay. Và xin trân trọng kính mời chàng rể và nàng dâu, hai em chúng ta sẽ cùng đứng dậy. Và bên phía gia đình họ nhà trai thì chúng tôi có
cũng xin được trân trọng kính mời tới bố mẹ chàng rể, đó là ông bà Nhượng Mai trở về sân khấu. Và bên phía gia đình họ nhà gái thì chúng tôi cũng trân trọng giới thiệu người bố Ngô Đình Tuấn cũng trở về sân khấu để chúng ta cùng chứng kiến những giây phút, những thủ tục hạnh phúc của hai con trong buổi trưa ngày hôm nay. I'll be there. Let's drive to Vegas. You're